Ngày 16 tháng 6, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Bảo tàng Quân y trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga và Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Liên bang Nga-Việt Nam, 75 năm Liên Xô chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 và mừng 45 năm giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo là dịp các đại biểu Nga nhấn mạnh đến những tình cảm mà quân và dân nước Nga luôn dành cho Việt Nam, cùng chia sẻ những kỷ niệm về thời gian công tác tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai nước được thiết lập từ 70 năm trước sẽ luôn được gìn giữ và củng cố. Hội thảo khép lại bằng một bộ phim ngắn giới thiệu về triển lãm Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam. Hội thảo một lần nữa nhắc nhở rằng dù chiến tranh đã qua đi ở hai đất nước Việt Nam và Liên bang Nga, nhưng không ai bị quên lãng và không điều gì có thể bị lãng quên.